Quảng Ninh là địa phương có nguy cơ cao lây lan dịch viêm phổi cấp do khách du lịch, người lao động hay học tập nhập cảnh trở về từ các vùng dịch tại Trung Quốc, đặc biệt là trong thời điểm Tết Nguyên đán. Chính vì vậy mà công tác kiểm soát dịch đã được tỉnh Quảng Ninh tập trung triển khai. Trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán đã có khoảng hơn 4.000 khách du lịch là người Trung Quốc sang Việt Nam bằng các cửa khẩu tại Quảng Ninh. Đây là con số không nhỏ nên việc tăng cường giám sát càng được chú trọng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có công điện và các phương án chuẩn bị đối phó rất kỹ đối với từng ngành. Riêng ngành y tế đã có báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh gửi các cơ quan ban ngành, trong đó nhấn mạnh vào công tác kiểm dịch cửa khẩu, công tác truyền thông, công tác chuẩn bị các nguồn lực sẵn sàng đối phó dịch. Ngành y tế cũng có công văn tới các đơn vị nhằm tăng cường các biện pháp giám sát khi phát hiện người dân hoặc khách du lịch có dấu hiệu ốm, sốt cần báo ngay cho các đơn vị y tế gần nhất để có các biện pháp xử lý kịp thời. Cho đến thời điểm này, Quảng Ninh chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu nghi ngờ của bệnh.